Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào bếp để nấu món xôi vò. Đây cũng là một trong những món ăn mà mình hay nấu ăn sáng cho cả nhà. Mình sẽ thường ngâm gạo nếp, đậu xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ và sáng mai thì mình sẽ nấu. Để nấu cho 3 đến 4 người ăn thì mình thường ngâm khoảng 300g gạo nếp. Sau đó thì mình sẽ vo sạch và lúc ngâm thì mình sẽ cho thêm một xíu bột nghệ để hạt nếp được lên màu vàng đẹp hơn. Đậu xanh thì mình sẽ dùng lượng bằng một nửa so với gạo nếp. Mình cũng sẽ rửa qua hạt đậu xanh rồi mình ngâm. Đậu xanh thì mình cũng có thể ngâm với thời gian chỉ cần khoảng 4 đến 6 tiếng là được. Khi mà mình đã ngâm gạo nếp và đậu xanh đủ thời gian thì mình sẽ lấy ra, rửa sạch lại và mình sẽ để thật ráo nước. Đối với món xôi vò thì các cái nguyên liệu mà mình để càng ráo nước thì xôi sẽ càng tơi, đỡ bị dính và xôi sẽ ngon hơn. Và khi nấu thì đầu tiên mình sẽ hấp chín cái phần đỗ trước. Mình cho nước vào nồi hấp và mình đợi cho nước sôi thì mình sẽ đặt cái hấp lên và mình sẽ cho đỗ xanh vào để mình hấp. Ở đây là mình sử dụng nồi hấp tự động của Be nên là hấp khá là nhàn. Nếu như cái lỗ của cái hấp của mọi người mà to ấy thì mọi người có thể lót bằng một cái khăn vải mềm ở bên dưới, hoặc là mọi người có thể sử dụng một cái rổ inox mà dày lỗ giống như mình ở đây. Hấp đậu xanh thì rất là nhanh chín, khoảng 10 đến 15 phút là hạt đậu xanh đã chín như thế này rồi. Sau đó thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho vào cối để mình giã mịn. Nếu như mà mọi người muốn cho cái hạt đậu xanh này nó mịn hơn nữa ấy, thì sau khi giã mình sẽ vò thành nắm, sau đó mình sẽ dùng dao để mình thái, mình cắt thì hạt đậu xanh như thế sẽ cực kỳ mịn luôn. Ở đây thì mình bỏ qua cái công đoạn đó bởi vì là mình làm cho cả nhà ăn thì mình giã như thế này mình cảm thấy là hạt đậu xanh cũng khá mịn rồi, mình cũng cảm thấy là ok rồi. Tiếp theo thì mình thấy gạo nếp cũng đã khô ráo rồi, mình sẽ cho gạo nếp vào trong sừng hấp. Sau đó thì mình sẽ cho một nửa cái số đậu xanh mà mình đã giã vào, còn một nửa thì mình sẽ để dành, mình sẽ cho vào sau. Mình thêm vào một xíu muối nữa và mình sẽ trộn đều. Xong xuôi thì mình sẽ đục một vài cái lỗ như thế này để hơi nước khi hấp thì được thoát lên đều, giúp xôi chín đều và không bị nhão. Rồi mình chọn cái thời gian hấp là 40 phút. Tranh thủ lúc nồi đang hấp thì mình sẽ cắt một ít hành củ và mình sẽ phi thơm để mình ăn cùng xôi. Bạn nào mà không thích ăn hành phi thì có thể bỏ qua cái khâu này nha. Trong cái thời gian hấp xôi ấy, thì cứ khoảng 10 phút một lần mình sẽ mở vung và mình sẽ xới xôi lại một lần để cho xôi được tơi và chín đều ngon hơn. Sau đó mình lại đục mấy cái lỗ và tiếp tục đậy nắp để hấp tiếp. Lại tranh thủ lúc nồi xôi đang hấp thì mình cắt một ít ngô và cà rốt để mình nấu một bát súp cho cả nhà. Mỗi lần mà mình đi chợ mà mình mua gà về ấy, thì mình thường để dành một phần lườn hoặc là một phần ức nhỏ để cho mình nấu súp cho tiện. Nấu súp rau củ và thịt gà như thế này thì rất là ngọt nước. Và khi mình ăn cùng xôi ấy, thì mình sẽ cảm thấy là không bị khô, ăn sẽ ngon hơn. Còn 10 phút nữa là hết cái thời gian hấp thì mình sẽ cho nốt cái nửa số đậu xanh còn lại vào. Và mình thêm một xíu dầu ăn vào cùng. Mình xới đều, đậy nắp và hấp tiếp 10 phút còn lại. Và đây là thành quả món xôi vò của mình. Xôi rất là vàng và rất là thơm mùi đậu xanh. Mình sẽ xới đều lại một lần nữa cho nó tơi. Xôi rất là tơi và chín đều, ăn dẻo và rất là thơm mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ rắc thêm một ít hành phi và mình dọn ra bàn các món xôi, súp và mình có thể ăn kèm cùng một ít sò lụa nữa, rất là ngon. Xin mời cả nhà nhé. Nếu lúc nào có thời gian thì mọi người vào bếp nấu thử món này nha.